Lễ khai mạc năm du lịch quốc gia 2021 dự kiến diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 20 tháng 4 năm 2021, tức ngày 9 tháng 3 âm lịch, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư thuộc xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, sẽ thu hút khoảng 2.000 đến 3.000 khách tham dự. Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết, đến nay địa phương đã chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện để chào đón sự kiện trọng đại này. Ngay từ đầu năm thì chúng tôi xác định năm 2021 là cái năm mà chúng tôi tổ chức đăng cai phát động năm du lịch quốc gia 2021. Sau đó thì tất cả các cái biện pháp về phòng chống dịch bệnh đã được chúng tôi triển khai rất là quyết liệt ngay từ đầu năm. Thì các cái khu điểm du lịch hiện nay đều phải thực hiện rất là tốt cái thông điệp 5K của Bộ Y tế. Đặc biệt là cái việc chúng tôi tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cho những người trực tiếp làm cái đón tiếp phục vụ khách du lịch tại các cái khu vực, khu điểm du lịch lớn về cái công tác phòng chống dịch cũng như là đảm bảo an toàn cho khách và chính cái người lao động. Năm du lịch quốc gia 2021 sẽ diễn ra trong suốt cả năm 2021 với hơn 140 hoạt động tại nhiều địa phương trong cả nước. Trong đó, Ninh Bình là địa phương đăng cai, sẽ chủ trì tổ chức 11 hoạt động trọng tâm và 27 hoạt động khác. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì 4 hoạt động và có 104 sự kiện do 27 tỉnh, thành phố tổ chức, hưởng ứng. Đây là cơ hội để ngành du lịch Ninh Bình nói riêng và cả nước nói chung quảng bá, khẳng định là điểm đến an toàn với du khách trong và ngoài nước. Chúng tôi xác định là cái năm du lịch quốc gia thì nó không phải là của riêng Ninh Bình, mà nó là cái hoạt động chung của cả nước. Đặc biệt là trong cái bối cảnh dịch COVID-19 nó tác động rất là nặng nề tới ngành du lịch và còn đang diễn biến rất là phức tạp như thế. Thì cái lễ khai mạc và các hoạt động của năm du lịch quốc gia nó giống như là một cái sự động viên, cái khích lệ đối với toàn ngành du lịch Việt Nam, trong đó có ngành du lịch Ninh Bình từng bước vững tin để phục hồi, vượt qua những khó khăn, thách thức trong do cái dịch COVID mang lại. Và cái thứ hai đó là cũng là giúp cho ngành du lịch Ninh Bình cũng như là cả nước có cái cơ hội để tuyên truyền, quảng bá và khẳng định một lần nữa với bạn bè trong nước cũng như là quốc tế về một cái điểm đến an toàn, hấp dẫn. Năm 2021, Ninh Bình đặt mục tiêu đón 7 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 0,5 triệu khách quốc tế, 6,5 triệu lượt khách nội địa, tổng thu đạt khoảng 3.500 tỷ đồng. Tổ chức tốt các hoạt động của năm du lịch quốc gia sẽ là cơ hội để địa phương đạt được các mục tiêu này.